Tin được không, một chiếc xe nằm trong phân khúc 50 phân khối, kiểu dáng cực kỳ huyền thoại, lấy cảm hứng từ form dáng của Yamaha Exciter, nhiều trang bị hiện đại, ngoại hình chất trong mức giá rất phù hợp. Đó chính là những thông tin về chiếc Exciter 50 phân khối đến từ D-Tech. Chào mừng các bạn đã tiếp tục đến với một video đánh giá xe. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một sản phẩm phải nói là rất ấn tượng với một form dáng nhìn không khác gì một chiếc Yamaha Exciter 135 phân khối. Nhưng đây chỉ lại là một chiếc xe có 50 phân khối mà thôi, và nó hoàn toàn được sử dụng ngay cả khi chúng ta chưa có bằng lái xe. Có nghĩa rằng đây sẽ là một chiếc xe cực kỳ phù hợp với các bạn nam sinh cấp 3 hoặc các bạn sinh viên đại học ưa thích một cái form dáng thể thao, cool ngầu, có một cái chất riêng, đồng thời lại đáp ứng nhu cầu là một chiếc xe có một cái mức giá rất là thấp này, tiêu thụ ít nguyên liệu, hoặc phù hợp với những người mà chưa có bằng lái xe vẫn có thể lưu thông chiếc xe này trên đường một cách hoàn toàn là hợp pháp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua những cái đặc điểm về mặt ngoại hình đầu tiên của chiếc Exciter 50 phân khối này. Đầu tiên chúng ta thấy rằng là nó một cái form dáng rất là quen mắt, đúng không nào? Nhìn rất là quen rồi, bởi vì nó vay mượn cảm hứng rất nhiều từ dòng Yamaha Exciter 135 phân khối. Cụ thể chúng ta sẽ thấy một cái phần đầu cực kỳ thể thao, được vuốt hoàn toàn nhọn và dồn về phía trước, từ cụm đèn cho đến phần ốp và cả phần chắn bùn đằng trước nữa. Rất là thể thao, rất là mạnh mẽ. Chúng ta cũng cực kỳ ấn tượng bởi phần bánh trước của chiếc xe. Các bạn sẽ thấy rằng đây là một chiếc bánh với mâm rất lớn lên đến 17 inch. Một chiếc mâm xe rất lớn cùng với 5 chấu đơn cực kỳ khỏe khoắn, với nước sơn tĩnh điện đen bóng rất là hầm hố. Một chi tiết nhỏ nữa đó chính là phần sơn ngoài của cái phần bánh xe như thế này. Một cái chỉ sơn rất là mỏng thôi, màu đỏ. Nó phù hợp với chỉnh thể chung của toàn bộ chiếc xe, thể thao khỏe khoắn, đồng thời nó làm cho cái ngoại hình của chiếc bánh này được ấn tượng vào trong mắt của người nhìn hơn rất là nhiều, đúng không nào? Ngoài ra, vẻ đẹp của bánh trước còn đến từ phần phanh đĩa. Chúng ta sẽ thấy rằng một cái đĩa phanh được làm diện tích lớn, to bản, với màu sơn đồng màu cùng với sắc màu chung của chiếc xe, và được chạm trổ và đục lỗ với những cái họa tiết trông rất là khỏe mạnh và ấn tượng. Di chuyển đến phần thân xe, chúng ta thấy rằng là đây là một chiếc xe với một cái phần thân nó tương đối là nhỏ gọn, thanh thoát, và tạo ra chúng ta một cảm giác nó rất là nhanh nhẹn và dễ dàng di chuyển trong những con đường nhỏ hẹp. Phần yên xe cũng đã được cải tiến một chút, một chi tiết nhỏ thôi, đó chính là cái phần chỉ trắng được thêu dọc theo yên và bao quanh yên, trông nó có điểm nhấn hơn khá là nhiều. Phần yên của xe thì làm liền khối thôi chứ không phân làm hai tầng, tuy nhiên phần yên sau thì nó cũng sẽ làm cao hơn một chút, vảnh lên hơn một chút so với phần chiều cao của yên trước. Ở góc nhìn này thì chúng ta phát hiện ra ở đầu xe cũng có một điểm mà tôi cho rằng nó chưa thực sự là phù hợp lắm, đó chính là phần tai gương. Các bạn sẽ thấy rằng là với hai cái gương tròn như thế này thì có vẻ nó hơi hiền lành so với cá tính chung của chiếc xe. Giá như cái phần gương này được làm với thiết kế nhọn hoặc là bo một cái góc phát nào đó sẽ khiến cho cái chỉnh thể chung nó phù hợp hơn. Nhưng không sao cả, với những cái phụ kiện nhỏ như thế này chúng ta hoàn toàn có thể là mua và lựa chọn những cái phụ kiện khác thay thế vào đó để thể hiện rõ cái cá tính của mình hơn, xứng đáng là chủ nhân của một chiếc xe rất là hầm hố như thế này. Ở phần đuôi xe chúng ta thấy rằng là ngoại hình nó rất là đăng đối với phần đầu của xe, được vuốt nhọn, rất là khỏe khoắn, mạnh mẽ, đặc biệt là cụm đèn hậu phía sau. Các bạn sẽ thấy rằng đây là một cụm đèn hậu với một cái lớp phủ màu đen trông rất là ngầu, rất là cá tính. Ở chiếc xe này thì phần đèn xi nhan không còn được xuất hiện với hình dáng là hai cái tai xi nhan được để ra hai bên đâu. Điều này tôi cho rằng sẽ là một ưu điểm của xe, bởi vì nó sẽ giảm đi cái tình trạng là chúng ta bị va quệt hay là bị gãy mất cái tai xi nhan này thì nó sẽ rất là phiền. Trái lại thì chiếc xe đã được thiết kế gọn gàng hơn với một cái bố cục khoa học hơn. Phần bánh thì vẫn là một cái chiếc bánh với mâm 17 inch to bản. Ở đây chúng ta sẽ không còn thấy phần đĩa nữa, bởi vì phần sau sẽ là phanh tang trống chứ không phải là phanh đĩa giống như bánh trước, với những cái chấu 5 chấu đơn vẫn rất là khỏe khoắn, cứng rắn, cùng với một cái vành sơn đỏ bao quanh rất là đẹp, không có gì chê cả. Rồi, đó chính là ngoại hình tổng thể của chiếc Exciter 50 phân khối này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua những trang bị rất là hiện đại mà chiếc xe này có. Với chiếc xe này thì sẽ có một vài điểm trang bị đáng chú ý như sau. Đầu tiên sẽ là phần phanh đĩa phía trước như tôi đã chia sẻ. Đây sẽ là một trang bị tương đối là hiện đại với một cái phân khúc xe giá rẻ. Chúng ta đã có phanh đĩa ở bánh trước. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có một cái trọng lượng xe chỉ là 70kg mà thôi. Tức là một cái trọng lượng xe rất là nhỏ nhẹ, dễ dàng luồn lách đi lại ở trong
những cái khu vực đường chật hẹp, và đồng thời chúng ta thấy rằng là khoảng sáng gầm xe rất là lớn so với mặt đường. Rõ ràng là khi mà di chuyển trên những cung đường mà chúng ta hơi gồ ghề một chút, hoặc là phải hơi lấn lên trèo lên vỉa hè một chút, thì đây sẽ là một chiếc xe rất là phù hợp. Bình xăng của chiếc xe này có dung tích khoảng là 4,5 lít, và đi 100 km thì nó chỉ tiêu thụ đâu đó khoảng hơn 1 lít mà thôi. Rõ ràng sẽ là những cái thông số làm cho người dùng sẽ cảm thấy yên tâm về túi tiền của chúng ta khi mà chúng ta sử dụng xe, không phải mất quá nhiều tiền và không phải vào đổ xăng quá nhiều lần khi sử dụng chiếc xe này. Và đó là những chia sẻ của tôi về ngoại hình cũng như trang bị liên quan đến chiếc xe này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ngồi lên xe và trải nghiệm xem cảm giác lái của nó sẽ mang lại là như thế nào các bạn nhé. Rồi đây, các bạn sẽ thấy rằng là khi mà ngồi lên chiếc xe này, tự nhiên tôi cảm giác mình có một cái trạng thái nó khỏe khoắn và hưng phấn hơn, bởi vì cái hình dáng của chiếc xe làm cho tôi có những cái cảm hứng thú vị như vậy. Và các bạn sẽ thấy rằng khi mà vào số, bộ máy hoạt động rất là mượt mà qua từng cái nhịp số, và máy nó thể hiện rõ được cái độ sung và độ khỏe. Rõ ràng chỉ là một chiếc xe 50 phân khối và tốc độ tối đa của nó cũng chỉ đạt được khoảng 50 km/h. Nhưng khi các bạn ngồi lên chiếc xe này, các bạn sẽ thấy rằng nó có một sự khác biệt nào đó so với phần còn lại của thị trường xe 50 phân khối. Chiếc xe nó bốc, nó kéo tôi đi và đẩy tôi đi rất là nhanh. Một cái cảm giác nó sẽ hưng phấn hơn rất là nhiều so với những chiếc xe 50 phân khối khác. Và bây giờ tổng kết lại thôi, chúng ta sẽ có một chiếc xe với form dáng rất huyền thoại, rất dễ dàng nhận ra trên đường, rất thể thao, rất là giống với Yamaha Exciter 135 phân khối. Một cái mức giá cũng tương đối là phù hợp, form dáng thể thao, trẻ trung, những cái trang bị đi kèm rất là an toàn và khá là hiện đại. Và quan trọng là cái trải nghiệm lái trong cái phân khúc xe này là một trong những chiếc xe bốc nhất mà tôi từng trải nghiệm. Ok, đó là những cái đánh giá nhanh của tôi về sản phẩm này. Tất nhiên rồi, sẽ còn rất là nhiều thông tin khác, cũng có thể là về mức giá nó sẽ dao động theo thời gian, thì các bạn có thể truy cập ngay vào website của xe Bảo Nam ở phần mô tả bên dưới video để cập nhật thêm những chi tiết và thông tin này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.